Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. UAV đâm trúng tòa nhà tại thủ đô Moscow. Nga tuyên bố chặn đòn tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào Moscow, trong đó một máy bay bị chế áp và đâm vào tòa nhà đang xây dựng. Lực lượng phòng không đã ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái của chính quyền Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow rạng sáng 23 tháng 8. Hai phi cơ bị bắn rơi trên vùng trời quận Mozai và Kinki ở phía tây thành phố. Các hệ thống tác chiến điện tử khiến chiến thứ ba mất lái và đâm sang tòa nhà đang được xây dựng trong thành phố, Bộ phòng Nga cho biết. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng không có thương vong trong sự việc. Các lực lượng khẩn cấp đang triển khai đến hiện trường UAV rơi. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nước này không khuyến khích hay hỗ trợ những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, khẳng định quyết định lựa chọn mục tiêu và quyết định của Ukraine. Thủ đô Moscow và tỉnh cùng tên gần đây ghi nhận nhiều vụ UAV tập kích mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện. Sự việc gần đây nhất diễn ra hôm 21 tháng 8, quân đội Nga thông báo đánh chặn hàng loạt UAV Ukraine đang trên đường bay đến Moscow. Điện Kremlin cho rằng chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine tuyệt vọng và thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và công trình xã hội trên lãnh thổ Nga. Ukraine thường không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước cảnh báo chiến sự đang đến với người Nga khi các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này thành mục tiêu. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho rằng Nga sẽ hứng chịu thêm nhiều vụ tập kích UAV, đồng thời nhận định nước này đang phải nhanh chóng làm quen với một cuộc chiến toàn diện. Kế tiếp, Pakistan giải cứu 8 người kẹt trên cáp treo giữa khung lũng. 8 người bị kẹt mắc trên cáp treo ở khu vực Bagastan của Pakistan đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công sau 15 tiếng. Quân đội Pakistan đã hoàn thành thành công hoạt động cứu hộ cực kỳ khó khăn và phức tạp. Tất cả người mắc kẹt đã được giải cứu và đưa tới nơi an toàn. Chính quyền dân sự và người dân địa phương cũng tích cực tham gia vào nỗ lực này, quân đội Pakistan cho biết hôm nay. Giới chức Pakistan mở chiến dịch cứu hộ sau khi cáp treo chở 8 người mắc kẹt trên thung lũng ở khu vực miền núi Battaram, cách thủ đô Islamabad khoảng 200 km về phía bắc. Sáng 22 tháng 8, do một trong những dây cáp bị đứt. Trong số này có 6 học sinh và 2 người lớn. Chiến dịch bắt đầu bằng việc sử dụng trực thăng đưa 2 đứa trẻ xuống mặt đất an toàn, song thực trăng sau đó buộc phải trở lại căn cứ vì trời tối. Đèn lũ đã được lắp đặt để tiếp tục cuộc giải cứu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây cáp làm đường trượt zipline để giải cứu những người còn lại trên cáp treo. 2 người lớn được giải cứu sau cùng, theo Bilal Fani, quan chức cơ quan khẩn cấp Pakistan. Hoạt động cứu hộ diễn ra từ từ và nhiều rủi ro. Mỗi người cần tự buộc mình vào sợi dây và ngồi trên một chiếc ghế nâng nhỏ để trượt lên dây cáp. Adu Nasir Khan, người dân địa phương cho hay, tất cả những đứa trẻ đã được giải cứu thành công và an toàn. Thủ tướng Awad UHKK đang trên Twitter ca ngợi nỗ lực tuyệt vời của quân đội, cơ quan cứu hộ, chính quyền và người dân địa phương. Cáp treo là hình thức di chuyển phổ biến ở tỉnh Khyber, Katukwa và khu vực Gilgit, Pakistan, miền Bắc Pakistan. Cáp treo giúp kết nối các làng, thị trấn trong những vùng không thể làm đường đi tại đây. Tiếp theo, Ukraine nói sẽ tập kích Crimea trong vài ngày tới. Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Budalov nói nước này đang chuẩn bị một đợt tập kích vào Crimea trong vài ngày tới. Trả lời phỏng vấn ITV tại thành phố Irpin, sát thủ đô Kiev ngày 22 tháng 8, lãnh đạo cục tình báo Ukraine Kirill Budanov cho rằng có nhiều người dân trên bán đảo Crimea đang mong chờ được trở về với Ukraine và Kiev cần truyền dẫn niềm tin vào họ. Đó là lý do những sáng kiến như nền tảng Crimea rất quan trọng. Việc này bao gồm phản kháng tại những khu vực bị chiếm đóng tạm thời, loại bỏ bên chiếm đóng khỏi Crimea. Các hành động của chúng tôi đã hiện rõ và sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, ông Budanov nói. Nền tảng Crimea là sáng kiến do chính phủ Ukraine khởi xướng năm 2021
nhằm mô tả Nga là bên chiếm đóng và áp bức người Tatar ở Crimea. Điện Kremlin coi đây là sự kiện bài Nga và không chấp nhận cách mô tả như vậy. Ông Bulanov dường như đề cập việc lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Malyev ngày 16 tháng 8 nhận trách nhiệm việc tấn công cầu Crimea, còn gọi là cầu Kher, ngày 17 tháng 7 khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương, một phần công trình hư hại. Cầu Crimea dài 19 km nằm trên eo biển giữa biển Đen và biển Azov, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Đây được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo với đất liền Nga. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Kiev và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Lực lượng Ukraine gần đây tăng cường tập kích kho đạn và cơ sở hậu cần của Nga trên bán đảo Crimea, cũng như nhiều lần tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử đêm 21 tháng 8 đã ép hai UAV Ukraine lao xuống vùng biển cách Crimea khoảng 40 km, phá âm mưu tấn công khủng bố của Kiev. Trong vụ tập kích ngày 12 tháng 8, Nga cho biết Ukraine đã dùng hai tên lửa phòng không S-200 đã hoán cải để tấn công cầu Crimea. Bản tin thứ tư, ông Thaksin bị giam trong điều kiện thế nào? Ông Thaksin Shinawatra bị giam trong phòng không có điều hòa, được theo dõi sức khỏe chặt chẽ và được bố trí không gian để gặp khách thăm tù. Cựu thủ tướng Thaksin, 74 tuổi, ngày 22 tháng 8 trở về Thái Lan sau 15 năm sống lưu vong. Ông trình diện tòa án tối cao và bị tuyên 8 năm tù liên quan đến 3 vụ án. Ông sau đó được đưa đến nhà tù tạm giam Bangkok, nằm ở quận Chatuchak phía bắc Bangkok, thuộc khu phức hợp nhà tù Long Plem. Cơ sở có 8 tòa nhà, khuôn viên rộng gần 5 hecta trong tổng diện tích 23,5 hecta của khu phức hợp Long Plem, giam giữ gần 4.000 tù nhân. Tại Thái Lan, cơ sở này là một trong những nhà tù được biết đến nhiều nhất, bởi đây là nơi giam nhiều người nổi tiếng, từ các chính trị gia cho đến các tù nhân quốc tế chống dẫn độ. Một trong số đó là Viktor Boas, được mệnh danh là lấy súng tử thần Nga, ngồi tù năm 2008 đến năm 2010. Nhà tù giam những bị can đang xét xử tại tòa sơ thẩm hoặc đang chờ xét xử tại tòa phúc thẩm hay tòa tối cao. Một số tù nhân sau đó sẽ được chuyển đến nhà tù trung tâm Long Plem, cách đó khoảng 500 mét. Ajut Sitapan, lãnh đạo Cục Cải huấn Thái Lan, ngày 22 tháng 8 cho biết các bác sĩ đã khám cho Thaksin và phát hiện ông gặp vấn đề về huyết áp, phổi, tim và cột sống. Theo quy định dành cho tù nhân lớn tuổi mắc bệnh, ông Thaksin được đưa vào một phòng riêng ở khu 7, khu trung tâm y tế của nhà tù, nơi ông sẽ được theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Giám đốc nhà tù Nathi Thomlap cho biết tất cả tù nhân, kể cả ông Thaksin, đều phải cắt tóc ngắn và mặc áo sơ mi trắng. Phòng giam ông Thaksin có quạt điện nhưng không có điều hòa, có phòng bác sĩ ở liền kề. Ông Giới khẳng định nhà tù sẽ đảm bảo an ninh cho ông Thaksin cũng như điều kiện sống, thức ăn, nước uống. Ông Thaksin được đối xử khác với các tù nhân khác vì ông đã có tuổi và có vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi không thể đối xử với ông ấy giống như các tù nhân trẻ hơn, quyền Bộ trưởng Tư pháp Wisiko Riagam nói. Chúng tôi cũng phải đảm bảo ông ấy được an toàn, không đối mặt với mối nguy hiểm từ các tù nhân khác. Có nhiều đồn đoán rằng cựu thủ tướng muốn thời gian ở sau song sắt càng ngắn càng tốt. Ông có thể nộp đơn xin ân xá hoàng gia ngay từ ngày đầu tiên ở tù. Khi đơn được nộp, một ủy ban của Cục Cải huấn sẽ xem xét trước đó, sau đó gửi lên Bộ Tư pháp và Thủ tướng trước khi đệ trình lên Quốc vương. Giới chức Thái Lan cho biết ông Thaksin sẽ được cung cấp một không gian tích hợp để gặp khách. Ông ấy được hưởng một số đặc quyền nhất định vì danh sách khách thăm có thể rất dài, quyền Bộ trưởng Tư pháp Wisanu Priaram nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả mọi người. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Khu trục hạm Mỹ mắc cạn gần Bali. Hải quân Mỹ cho biết khu trục hạm Hot World mắc cạn trên đường cập cảng tại đảo Bali của Indonesia, xong sau đó tự thoát khỏi vị trí này.
Khu trục hạng UEFA Hot World sáng 10 tháng 8 mắc cạn nhẹ trước khi tới Bali, Indonesia trong chuyến thăm cảng theo lịch trình. Khi phát hiện dấu hiệu sự cố, những người phụ trách đảm bảo an toàn lập tức hành động để bảo vệ con tàu và thủy thủ đoàn. Trung tá Megan Ring, phát ngôn viên Hải quân Mỹ ngày 22 tháng 8 cho biết, mắc cạn nhẹ là thuật ngữ chỉ tình trạng thân tàu chạm đáy, song có thể tự thoát ra ngoài mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài, cũng hoặc không chịu thiệt hại nhiều do sự cố. Trung tá Ring cho biết, khu trục hạm Hot World tự thoát khỏi vị trí mắc cạn và hoạt động bình thường sau sự cố. Không ai bị thương trong vụ mắc cạn. Chúng tôi đang điều tra các tình huống xung quanh sự cố này, Trung tá Ring thông báo. Hải quân Mỹ công bố thông tin về vụ mắc cạn sau khi thông báo hạm trưởng Kenji Igawa bị miễn nhiệm do thiếu khả năng chỉ huy. Đại tá Edward Azelias, từng giữ chức hạm trưởng tuần dương hạng Robert Moore, sẽ chỉ huy chiến hạm Hot World tới khi hạm đội 7, Hải quân Mỹ bổ nhiệm sĩ quan thay thế. UAF Hot World đóng quân tại căn cứ của Mỹ ở Yoshioka, Nhật Bản. Chiếc mạo Hot World là biến thể 2A của lớp khu trục hạm A-Playbook, hạ thủy vào tháng 11 năm 1999 và biên chế tháng 10 năm 2001, thủy thủ đoàn 320 người. Chiến hạm có lượng dạn nước 9.200 tấn, dài 155 mét, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h. Khu trục hạm Hot World được trang bị một hải pháo 127mm, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Palas, hai tổ hợp pháo MK-38 25mm và 4 cụm súng 12,7mm. Chiến hạm mang theo hai trực thăng MH-60R Seahawk. Chiến hạm có một cụm 32 và cụm 64 ống phóng MK-41 dùng cho tên lửa phòng không, tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và rocket săn mồi cùng hai cụm 3 phóng phóng ngư lôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Về ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong những thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.